exes, but we let them pass by. I told you that I don't mind, it's alright, just wanna be with you tonight. You're leaving me breathless, like I'm falling for the first time. You don't have to say a word, I'm back to where we were at a red light when I fell for you. Baby, drive slow cause I love the view. We can stop here if you want me to. It's a long road, but if you want my now. Tôi xin phép được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các cụ, các ông, các bà của bên nhà gái, cũng như tất cả các anh chị, các cô chú, bác, anh chị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Và tôi cũng xin phép được kính chúc sức khỏe của tất cả các cụ, các ông, các bà và tất cả mọi người của cả hai họ luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc để chuẩn bị đón một cái Tết 2022 sắp tới thật là đầm ấm, vui vẻ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô chú, chú bác, đại diện cho quan viên hai họ. Được sự phân công của gia đình thì tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái. Lời đầu tiên cho phép tôi được xin gửi tới các quý cụ, quý ông bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. Và cũng xin phép được giới thiệu với gia đình họ nhà trai
Thì thành phần họ nhà gái của chúng tôi hôm nay thì có các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác đại diện cho họ nội, họ ngoại từ Hải Phòng vào đây. Thế và đặc biệt hơn là có hai cụ là ông bà ngoại của cô dâu Hải Linh cũng rất là còn khỏe, hôm nay đến đây trong một cái niềm không khí vui khỏe để đón nhận cháu rể mới. Đề nghị các quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ. Và cũng như vừa qua thì cũng xin phép là quý vị đại diện cho họ nhà trai cũng giới thiệu là bên họ nhà trai bà cô, tức là bà của cháu Huy Anh, hôm nay cũng đại diện để đón cháu dâu Hải Linh nhà chúng tôi. Cũng đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Cũng xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái, qua lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai, chúng tôi cũng xin được đón cái lễ đính hôn. Thế và sau phần này thì là xin phép để bố mẹ cháu sẽ dẫn hai cháu vào thắp hương gia tiên để chứng kiến cái lễ đính hôn. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. For me,
Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Time.
Yeah, I'm right here.
sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn thực sự là bất ngờ. Mình vẫn chưa thể tin được bạn Hải Ninh của chúng mình đã đi lấy chồng. Bạn Hải Ninh hứa với mình là vẫn chưa đi lấy chồng, mà tháng vừa rồi bạn ấy thông báo cho mình một tin làm cho mình khá là sốc. Mình phải mất tầm hơn một tuần để mình có thể chấp nhận được cái sự thật ngày hôm nay. Và sau khi chấp nhận được sự thật thì thôi, mình cũng muốn chúc phúc hai bạn. mình cũng chưa biết phải nói cái gì cả. Thì bọn mình là nhóm Mộng Mơ và Nhâm Ninh, là học cùng với Ninh từ hồi đại học. Mình cho Ninh và chứng kiến quá trình Ninh sống ở bên Hàn, trưởng thành ở bên Hàn. Thì đây là một người bạn rất là chân quý, là một người bạn là luôn hết mình vì bạn bè. Chính vì thế mình thấy Huy Anh cũng khá là may mắn khi có được bạn Ninh. Đấy, wow. Thì thông qua cái đám cưới này, hy vọng Huy Anh lại càng trân trọng Hải Ninh hơn nữa. Đấy, thì hy vọng là sau này hai bạn sẽ có một tình yêu đẹp và hạnh phúc. Okay. Nhanh có cháu cho các cô bé. Chúc cho Ninh và Huy Anh sẽ trở thành đại gia để tặng cho bọn mình mỗi người một cái ô tô. Thật ra thì đây là lần đầu tiên mình đến một cái đám cưới nào đấy mà có trang trí bằng màu xanh nhiều như thế này. Thì mình cũng biết là Ninh là cực kỳ thích màu xanh, và tất cả các đồ của Ninh có thì đều là màu xanh. Nhưng mà thực sự mình thấy đám cưới hôm nay trang trí rất là đẹp, rất là hoành tráng, và mình nghĩ đây là đám cưới to nhất ở tỉnh Thái Bình. Đẹp nhất trong ba bọn mình. Mặc dù sau hôm nay thì bạn Ninh của bọn mình sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình, thế nhưng mà Mộng Mơ ấy thì luôn luôn có những cái cuộc gặp rất là thường xuyên, một hai tuần đến một lần, nên là mong bạn Huy Anh cũng sẽ thông cảm và để bạn Ninh đi chơi bọn mình nhá. Đâu phải bảo là Huy Anh nhớ cái gì nhỉ, nhớ cái lời hứa mà ngày ấy ở tại quán pizza 4P cậu đã hứa với chúng mình là vẫn để cho Hải Ninh vẫn để cho Hải Ninh được đi chơi thường xuyên với bọn mình. Nhớ nhá. 29 29 Hà Nội chúc Hải Ninh, Huy Anh hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người, em là Hải, là em trai của chị Ninh. Thì nói chung là ngày hôm nay là một ngày nó kiểu nó bị trọng đại. Với thứ hai là em cũng đang được quay như thế này nên là em cũng có phần hơi ngại. Thế nên là mong mọi người thông cảm cho em tí. Vậy, chị gái em thì lúc mà em thực sự là em nhận biết được thì em thấy chị gái em là một người có phần... nói trắng ra là hơi xấu ấy. Không, đấy là sự thật. Bởi vì kiểu em không biết là mọi người có tưởng tượng được không, nhưng mà cái hồi ngày xưa thì trông chị em nó buồn cười lắm. Nếu miêu tả đúng hơn thì nó sẽ là một cái
đứa con trai. Một đứa con trai trong cơ thể của một người phụ nữ cao 1m53. Thế nên là lúc mà em biết nhận thức thì lúc đấy em cũng không nghĩ là sẽ có một ai đấy yêu cái bà này. Nhưng mà bằng một cái cách thần kỳ nào đấy thì bây giờ bà cũng đã cưới rồi. Em cũng bất ngờ lắm. Thì nói chung là vừa mới năm ngoái thôi em còn vẫn thấy bà lông bông. Em vẫn trêu bà kiểu uầy, chị mình gần 30 tuổi rồi mà không ai yêu như thế này thì cũng buồn cười thật. Nhưng mà bù một phát đến ngày hôm nay không biết là như thế nào, nó cũng bị linh đình quá. Nó cũng kiểu hay quá, cũng có một ông anh rể nó chất chơi 10 điểm quá. Thế nên là em cũng bị bất ngờ, bởi vì mọi chuyện nó xảy ra nhanh quá, kiểu vậy. Ok. Thì cũng không biết nói gì hơn. Thì dù gì là hai anh chị cũng về chung một nhà rồi, cũng yêu đương nhau lâu rồi, thì mong anh chị là có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, san sẻ được tất cả những công việc cho nhau, để thực sự khiến hai anh chị như nào nhỉ, thực sự là vui vẻ và hòa thuận đấy. Thì chúc anh chị hạnh phúc thực sự, và mong anh chị có một cuộc sống hôn nhân mà nó thực sự đẹp như mà mơ ước. Mình là Hải Ninh, là cô dâu của ngày hôm nay. Tớ với Huy Anh thì làm việc cùng cơ quan. Huy Anh thì vào cơ quan sau tớ khoảng 2 tháng. Thế xong rồi là lúc đầu thì lúc đầu thì bạn ấy vào sau tớ 2 tháng thì cũng là cái lần đầu tiên mà xuống bạn ấy cùng ban, cho nên là sẽ phải xuống chào mọi người ấy. Thì lúc đấy là lần đầu tiên gặp nhau, thì bạn ấy từ trên chỗ bạn ý để xuống dưới phòng bọn tớ để chào mọi người cùng trong ban. Lần đầu tiên gặp nhau thì tớ chẳng có ấn tượng gì cả. Thực ra là ban đầu thì tớ cũng chưa có, hồi đầu thì cũng không có ý định là quen người cùng tuổi. Và bạn ý thì cũng là giống như những người bạn bình thường ở trong cơ quan thôi. Nên dần dần thì Huy Anh là người bắt chuyện nhiều hơn, Huy Anh cởi mở hơn thì nói chuyện với nhau nhiều hơn. Huy Anh thì có nhiều tính tốt, cũng có một xíu tính xấu. Nhưng mà tốt nhiều hơn xấu là được rồi. Huy Anh chỉ có một cái tính xấu đấy là dễ cáu thôi, lại tốt là lại dễ quen. Mong là Huy Anh ít cáu thứ hơn. Con gái thì ai cũng mong được quan tâm, với lại để ý nữa. Với lại tớ rất mong muốn là chồng tớ sau này sẽ suy nghĩ được cả cho hai bên gia đình. Thực ra mọi người thì cứ hay nói là cô dâu với chú rể thì trong ngày cưới thường không cảm nhận được hết cái không khí buổi ngày lễ của mình ấy. Thì tớ cũng mong là trong ngày lễ này thì cả tớ, cả tất cả mọi người đều có những cái cảm xúc thật nhất, và mọi người cũng đều rất là vui vẻ trong ngày lễ ngày hôm nay. Con cũng muốn cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các bác, các cô, các chú, dì, cậu mợ, tất cả mọi người ở bên hai bên nội ngoại trong lần này thì cũng hỗ trợ rất là nhiều, cũng như là mọi người cứ cùng nhau chung tay giúp đỡ mình ấy. Và từ khi ở Hải Phòng đến từ bây giờ đến Thái Bình, và anh chị em cũng thế, mọi người cũng rất là hỗ trợ và yêu thương nhau. Thì trong đợt này thì cũng cảm thấy là ấm áp ở cái không khí gia đình, thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Với lại là thực ra là tôi cũng cảm ơn là tất cả mọi người, kể cả bên phía nhà Huy Anh nữa, có cả mẹ Hiền, bố Du, hay là anh chị phía nhà Huy Anh thì cũng đều ủng hộ bọn tớ rất là nhiều. Thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, và rất là mong là mọi người sẽ có thể là cùng nhau tận hưởng cái không khí này và cái kỷ niệm này. We are moving on.
chẳng yêu được. Nhưng con tim anh đây thật không sao với người ơi. Nước mắt đã rơi vì nhớ em mong em trong cuộc đời bằng. Mong cho em luôn được hạnh phúc hơn trời xa. Còn em trong em, trái tim này sao chẳng. Người yêu ơi hãy hãy đừng không khác với điều hôn nào. Ngồi đây em trong em, để vì anh chịu nuôi đắng cay. Một thế giới khác bước anh đi, chẳng thể nào hỏi em. Ngồi đây we'll be right back.
đến rồi, 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 chú Đường xin chúc phúc cho hai cháu hạnh phúc trăm năm đến bạc đầu. Chúc hai cháu là từ giờ đến cuối tháng năm chú lên năm sẽ được bế một thằng quà. Chúc hai cháu thật hạnh phúc. Và để mà đến với chương trình đám cưới của cháu Huy Anh hôm nay, chú Xuân Đương gửi đến tất cả khán giả hôn trường này một ca khúc Mẹ. Tức là anh em ta sinh ra và lớn lên phải có cha có mẹ. Ca khúc này sẽ gửi đến quý khán giả trong hôm trưa ngày hôm nay một ca khúc Mẹ. Oh,
một mình, một bóng lưng thôi. Có ai biết được tôi cần bình thường, có ai biết được tôi cần